Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Vĩnh Hòa. Đây, nằm ở trên đường Hùng Vương nè các bạn. Hôm nay thì là ngày 7 tháng 5 năm 2022. Mình sẽ đến đây để mình cập nhật lại giá dòng xe Honda Winner phiên bản thứ 3 mới nhất cho các bạn. Và cùng với đó là một cái mốc trả góp mà có lãi suất tốt nhất dành cho bạn nào có ý định muốn mua trả góp. Và hiện tại thì Vĩnh Hòa vẫn còn đó chương trình khuyến mãi cho hết tháng 5 này luôn. Bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn, giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí số lăn bánh ha. Và giá này sẽ áp dụng cho trả tiền mặt, thậm chí là các bạn mua trả góp vẫn được khuyến mãi và hưởng cái giá này luôn nha các bạn. Bây giờ mình đến với phiên bản tiêu chuẩn. Hôm nay thì có đầy đủ phiên bản màu. Màu trắng nè, màu đỏ nè, màu trắng nè ha. Và còn một cái màu nữa để mình xem. Đây, màu đen bên này. Màu đen, bóng. Thì giá hiện tại hôm nay sẽ là 38 triệu 500 ngàn là giá sau khuyến mãi đó các bạn ha. Mình nói vậy luôn cho nó gọn ha. Hôm nay mã tiêu chuẩn nhiều quá các bạn. Hai chiếc màu đen luôn. Màu trắng bên đó một chiếc nữa nè. Bên này một chiếc nữa nè. Rồi màu đỏ nè. Phiên bản đặc biệt thì chúng ta cũng sẽ có 3 màu. Màu đỏ mờ, màu bạc mờ và màu đen mờ nữa các bạn. Đây, đang đậu ở phía trước luôn ha các bạn. Màu đen mờ nè, bạc mờ nữa nè, phía sau này còn đỏ mờ. Nói chung là hôm nay về nhiều xe đó để mình có thể lựa chọn thoải mái hơn ha. Thì giá hiện tại hôm nay sẽ là 42 triệu 500 ngàn là giá cuối cùng đó các bạn, giá sau khuyến mãi nha. Khuyến mãi này sẽ áp dụng cho hết tháng 5 luôn. Khi nào mà có chương trình khuyến mãi gì mới á, mình sẽ cập nhật cho các bạn. Còn hiện tại chương trình này là áp dụng hết tháng 5 luôn rồi. Và cuối cùng là phiên bản thể thao, tức là phiên bản đường đua, thì giá sẽ là 43 triệu. Hiện tại thì bản đường đua không có trưng bày ở đây các bạn. Do showroom thì mặc dù là rộng thiệt, nhưng mà đấy cái bục này thì không đủ rồi. Thì bản đường đua là 43 triệu nha, 43 triệu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái móc trả góp luôn. Qua bên ngân hàng Home Credit. Các bạn lưu ý nha, Home Credit. Thì mình lấy cái móc giá là 43 triệu đi. Nếu các bạn mua trả góp thì các bạn nên trả trước là 50% giá trị xe. 43 mình chia 2, như vậy là các bạn phải trả trước ít nhất là 21 triệu 500 ngàn. Thì lãi suất của nó sẽ là 1.39. Và đặc biệt, các bạn không phải mua thêm cái gói bảo hiểm khoản vay nha. Không có gói bảo hiểm khoản vay đó các bạn. Bây giờ mình cho các bạn nè. Đầu tiên là móc 15 tháng. Không có móc 9, 6, 9, 12 tháng nha các bạn. Nó chỉ có móc 15 tháng trở lên thôi. 15 tháng á, các bạn phải trả mỗi tháng là 1.748.000. Nếu các bạn nhân cho 15 tháng này á, thì tính ra nó chênh lệch có 4 triệu, khoảng 4 triệu 7 nha. Một cái mức phí chênh lệch nói chung là rất là ok đó các bạn. Và mình thấy cái mốc này là hợp lý với những bạn đang có thu nhập khá nè. Mình mỗi tháng mình dành dụm ra, mình đóng chỉ có 1.748.000 thôi là mình sẽ được một chiếc Winner phiên bản thứ 3, vừa đẹp mà vừa sang trọng, lại trang bị rất đầy đủ tính năng ABS nè, khóa thông minh nè, chống trộm nè, cổng sạc nè, đầy đủ luôn các bạn thấy không. Còn nếu với những bạn nào mà với cái mốc 1 triệu 7 này mà trả không nổi á, thì mình tăng lên 18 tháng đi. 18 tháng là mỗi tháng mình sẽ trả là 1.509.000. Rồi 24 tháng là 1.214.000. 30 tháng sẽ là 1.039.000. Và 36 tháng là cái mốc tối đa. 36 tháng nha, chỉ còn là 924.000 thôi cho mỗi tháng đóng nha các bạn. Thì các bạn cứ cân đo đong đếm để mình biết được là mình nên trả ở cái mốc nào ha. Và cái mốc này là mình không giữ cờ bạc gốc nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Mà theo mình á, mình không cần giữ cờ bạc gốc đâu các bạn. Chủ yếu là khi mình mua trả góp á, thì phía ngân hàng sẽ có một cái tờ giấy cho mình đi đường. Mình mang theo nó để nó thay thế cho cái cờ bạc của mình ha. Mình không giữ cờ bạc gốc á, thì lãi suất mới tốt nha. Còn các bạn muốn giữ cờ bạc gốc á, thì lãi suất nó sẽ rất là cao. Các bạn để ý chỗ này cho mình ha. Mình chỉ cho các bạn một móc thôi. Đó. Với số tiền là 21 triệu 500 ngàn thì mình nghĩ các bạn nên trang bị số tiền này
mình mua xe thì nó sẽ có một cái lãi suất tốt, còn các bạn trả trước ít hơn á thì lãi suất nó sẽ cao lắm các bạn, cao đó. Còn về phiếu biển số chiếc xe này á, thì mình đã nói rất nhiều lần, mình xin nói thêm lần nữa ha, phiếu biển số xe này á, thì nếu các bạn đang ở huyện nha, tức là khu vực 3 trên toàn quốc luôn, bất cứ huyện ở tỉnh nào, bất cứ đâu thì huyện sẽ là khoảng chừng 1,4 triệu ha. Còn nếu ở tại thị xã thì khoảng chừng là 2 triệu, còn ở tại thành phố, ví dụ như là thành phố Vĩnh Long, Sóc Trăng hay là Bạc Liêu chẳng hạn, thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng là 3,5 triệu. Còn nếu các bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh là phiếu biển số cao lắm nha, hoặc là Hà Nội thì nó lên khoảng chừng 5-6 triệu đó các bạn, cho chiếc xe Honda Winner này. Bây giờ mình sẽ qua với cái chiếc màu đỏ mờ này lại ha, mình quay sâu hơn chút xíu. Trong khi đó mình sẽ nói thêm về vấn đề trả góp. Thì khi các bạn mua trả góp á, hiện tại bây giờ chỉ cần các bạn có căn cước công dân thôi là mình mua trả góp được rồi ha, căn cước công dân đó các bạn. Và khi các bạn muốn mua trả góp á, thì mình nên chuẩn bị sẵn cho hành trang cho mình á, là khoảng chừng 3 số di động của những người thân, cha mẹ hoặc là anh chị em ruột ha, biết chi không, để mà ngân hàng sẽ lấy những cái số đó đó để người ta đối chiếu. Và khi mà các bạn đến đây để các bạn lên chương trình vay á, thì người ta sẽ hỏi mình là một tháng mình trả bao nhiêu, xin lỗi các bạn, một tháng lương mình là bao nhiêu đó, mình làm công việc gì. Thì tốt nhất là các bạn nên khai thật ha, đừng nói dối. Thậm chí là mình có đang trả góp ở một cái món đồ khác, đang trả góp chưa xong luôn, mình vẫn mua trả góp được nữa nha các bạn, chứ không phải là đang trả góp rồi thì mình không được mua trả góp nữa đâu. Chủ yếu là mình trả góp mà trả đầy đủ ha, đúng ngày, đúng giờ, đúng hẹn thì là ok. Mình mua 10 món trả góp luôn một lượt cũng chẳng sao, các bạn lưu ý ha. Và mình xin nhấn mạnh cái thành thật là cái yếu tố quan trọng khi các bạn mua trả góp, để giúp các bạn có thể là thi đậu đó. Rất nhiều bạn tại sao đi mua trả góp mà mua góp không được, bị góp, là tại vì các bạn nói trước nói sau đó, không đúng với nhau ha. Lần trước nói thế này, lần sau nói thế khác là rất dễ bị góp. Tại vì người ta sợ các bạn cũng có ý đồ này đó, hiểu không? Tại vì ngân hàng người ta cũng có đưa tiền cho các bạn mà, cho nên người ta phải có một cái gì đó làm đảm bảo. Nhìn ở góc này các bạn thấy chiếc Winner phiên bản thứ 3 này nó rất là đẹp các bạn. Nó gọn hơn và nó cơ bắp, cũng như là nó nét hơn so với chiếc V2 ha. Đặc biệt là cụm xi nhan á, mình không nghĩ là Honda có thể thiết kế ra một cái xi nhan mới nó đẹp và nó hợp với cái xe đến như vậy luôn á các bạn. Nó rất là hợp ha. Cái này nếu mà làm tròn thì cũng không được nè, mà làm vuông quá thì cũng không xong, mà nó sẽ hơi tròn tròn chút xíu, mà nó hơi vuông vuông chút xíu, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho các bạn một số điện thoại của bạn Tuấn, là nhân viên ở đây, lên màn hình ha. Có gì các bạn cứ alo cho máy, mình tư vấn trước. Bạn Tuấn nè, mặc áo xám đó các bạn, đang đứng tư vấn cho khách ha. Và địa chỉ cửa hàng lên trên màn hình nha các bạn. Có gì các bạn cứ alo trước, mà các bạn lưu ý là mình đừng có gọi vào giờ hành chính nha, đừng gọi vào giờ ban đêm nha. Nên gọi vào giờ hành chính, tức là giờ này nè, cửa hàng đang làm việc ha. Mình gọi vào ban đêm thì mình sẽ làm phiền bạn Tuấn nghỉ ngơi đó các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video báo giá dòng xe Honda Winner phiên bản thứ 3 này ở đây. Có thêm góp ý gì hay thắc mắc gì, các bạn cứ việc bình luận ở dưới ha. Xin chào các bạn.